Hiện tại, phiên bản này đã bị rút khỏi danh mục sản phẩm trên website của Suzuki Việt Nam, nhưng vẫn có đại lý còn hàng tồn dù không còn nhiều. Do đó, những đại lý này tìm cách đẩy đi nhanh chóng để dồn sức cho bản hybrid mới về. Một tư vấn bán hàng đại lý ở phía Nam đang giao bán nốt chiếc Suzuki XL7 bản xăng màu đen sản xuất 2023 cuối cùng với giá chỉ còn 515 triệu. So với khi còn được niêm yết, mức giá này đã giảm gần 85 triệu. Như vậy, giá thực tế này còn rẻ hơn Mitsubishi Spander MT, sau khi đã tính cả ưu đãi lệ phí trước bạ còn 532 triệu khi mang xe đi đăng ký. Ở tỉnh, mỗi đại lý đưa ra mức giảm khác nhau để thanh lý nốt chiếc xe tồn kho này. Chẳng hạn, một đại lý khác cũng ở phía Nam bán với giá 529 triệu. Trong khi đó, với bản Hybrid, người mua cũng được hưởng giảm giá, nhưng ở mức thấp hơn. Suzuki Việt Nam đang có chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, đồng thời tặng gói phụ kiện trị giá 5 triệu tổng cộng giá trị khuyến mãi là 35 triệu. Suzuki Việt Nam đã quyết định hybrid hóa XL7 của hãng nhằm tạo dấu ấn trên thị trường trong cuộc cạnh tranh quyết liệt với những chiếc MPV khác. Từng là một mẫu bán khá tốt, XL7 giờ khá mờ nhạt, thậm chí thường nằm trong nửa dưới phân khúc về doanh số. Động thái khai tử bản thuần xăng và đưa bản hybrid đã ghi nhận dấu hiệu khởi sắc hơn khi XL7 đã bán được 282 xe trong tháng 9. Tuy nhiên, còn phải chờ báo cáo các tháng cuối năm 2024 thời điểm thị trường thường sôi động nhất, do chuẩn bị đón Tết mới có thể biết được liệu mẫu XL7 mới đã bắt trúng nhu cầu của người Việt hay chưa. Dễ nhận ra bản xăng với bản hybrid nhờ lưới tản nhiệt khác biệt, hay lựa chọn một tôn màu còn hybrid là hai tôn màu. So với bản hybrid, Suzuki XL7 bản xăng có thiết kế gần như tương tự, nhưng bản mới vẫn có một số chi tiết tinh chỉnh để tạo sự khác biệt và nhấn mạnh tính hiện đại, thân thiện với môi trường hơn có thể kể đến đèn pha LED tự động, và đặc biệt là tính năng to ca to hôm cho phép điều chỉnh thời gian, mà đèn xe sáng lên. Suzuki XL7 thuần xăng sở hữu lưới tản nhiệt với các thanh ngang chắc chắn, tạo cảm giác mạnh mẽ, còn bản Hybrid có lưới tản nhiệt tinh tế hơn và hiện đại hơn. Gương chiếu hậu có tính năng chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ, song không có gập tự động như XL7 Hybrid. Bản xăng chỉ có một tôn màu trong khi bản Hybrid cá tính hơn với hai tôn màu. Suzuki XL7 thuần xăng được trang bị màn hình cảm ứng 7 in kết nối Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh 4 loa và điều hòa tự động một vùng. Những trang bị này không bằng bản Hybrid khi bản này có màn hình 10 in 6 loa, điều hòa tự động 2 vùng và hệ thống lọc không khí tiên tiến hơn. Suzuki XL7 bản xăng được trang bị động cơ xăng 1.5 lít 4 xi lanh, sản sinh công suất tối đa 103 mã lực và mô men xoắn cực đại 138 Nm đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Trong khi đó, bản Hybrid kết hợp giữa động cơ xăng 1.5 Dual Z và một mô tơ điện nhỏ cho công suất lớn hơn mà tiết kiệm nhiên liệu hơn, đồng thời có cả phanh tái tạo giúp sạc pin trong quá trình lái. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của XL7 xăng dao động khoảng 7 đến 8 lít cho 100 km, còn bản Hybrid là khoảng 5 đến 6 lít cho 100 km, theo công bố của hãng.